Đề Tam Ma Phong Đức Tôn Thần Hùng Binh Quán Tổ Đảnh Giang Linh Từ. Cảnh bồng nai
ngục cảnh. Câu thơ tận phu xem đi diệu thanh văn cơ tiên mà dòng mi ra nhất thiết nhất thành ngày này một tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày đại an giờ đại cát ha. Gia chung bên mẫu thân của ghế họ Nguyễn ngày hôm nay nhất tâm tưởng phản tâm cầu ha. Sợ oai mà đền thần mà sợ phép bốn phủ ha. Ngày hôm nay đã nhất tâm tưởng phản tâm cầu đầu xin đổi lành bệnh làm tôi con ha. Trả lờ tào quan nạp thò sinh kinh mà điền hoàn túc trái ha. Ngày hôm nay này nhất tâm tưởng vạn tâm cầu trả nợ về đền thần tam tứ phủ để mở cung tài mà khai cung lộc à. Thanh đồng quan thầy nập đàn phát tấu tuyên kinh cung nghinh thỉnh chư Phật chư Thánh. Thỉnh vua mẫu nài bái anh em ta về đây, ta dễ mây ta xuống, ta dễ lướt ta lên à. Ta cho ra trung hồng nguyện từ nay trở đi từ dày trở lại được ăn xuống uống tiêu được mềm như nàng mà mát như nước sông quan lớn đề tang của ta ha. Ta ban khen ban thưởng cho văn đàn tiếng hát, ban khen ban thưởng cho bốn ghế ngày hôm nay nâng thân sửa áo ha. Ban khen ban thưởng cho các tủ đài thử đèn ha, các tinh đồng đào quan ha, các nến các ghế già các vãi bên nồi bên ngoài ngày hôm nay những tâm tưởng mà bàn tâm cầu ha. Được sở nguyện mà như ý mà sở cầu được như lòng ha. Giáp bạc bao phép quân lớn tam phủ rực lửa hồng. Ngày sông pha chậm chậm quân lớn đệ tam ra tay cứu nước trừ cơn nguy biên yên để ngàn năm rực núi gươm thần ba tấc quăng ngang sập chí dày trời tây lấp lấp biển giang tân tân dành ngân 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 này na đôi vầng đồng đôi vầng đồng soi sáng làm người là con vua thì quốc đông đình nhà đệ tam hoàng tử giáng sinh ngôi đền rồng. Thank you.
có phen ngự, có phen ngự sông thao sông cát, khi lên xuống thác vui chơi, thuyền dòng trăm mái chèo đôi, ngã ba sông Bạch Hạc là lối quan đi về. Trải giang khê, trải giang khê lên ngàn quan xuống bể, lạnh lạnh giang từ quý hiền dạy nam ma, đến tờ quan tạm tiếng ngay vàng, tả long yêu hủ thạch bàn rất nghiêm trang. Xa lâu tại biển cát, dâng nước về, dâng nước về thủy quốc một khi, truyền quân là lấy ngọc lưu ly, cồn cồn dâng nước phép thời có ai đang. Đông đông ngã ba chân, xương ca đàn hát tập tình, tỷ ngập phú lục đàn tranh quạt chơi bời. Tan tiệc rồi, tan tiệc rồi về chơi nơi thủy phủ, đóng quân đài y ngũ quỳ tàu tu, bắt bắt xăm ba đồng đồng tử theo hầu vào tông vương phủ xa hầu đức mông vương. Trông đánh cầm cánh điên, trông cầm cánh cả chiến vang anh nhòi lên xanh vàng chỉ giữ an. Trong đình thần văn văn võ ba quan, sai lên đó rước để tam quan kỳ châu. Ngự giờ lộng nga, ngự giờ lộng qua phán đòi nhân thứ, sai quân đi cứu trợ trần văn, một tay em thái tử đệ tam, cứu sinh cùng năm năm này giải oan cũng nhiều. Sông sông có cạn nhưng không người đâu cạn, à đã giống mòn gương sáng còn soi. Bàn điện hôm nay điện ngọc trang hoàng, điện đấy luôn rộng mở đón những người nhất tâm mơ. Ngày hai tư tháng sáu, người trên bờ, người trên bờ, người ở dưới sông. Rượu nào giọt chén đồ tô, hòa thơ ly đỗ thơ âm quán đỏ. Biệt chỉ quan chân thù, lệnh quan truyền không ngài được nghĩa dân.
phải từ tháng sáu đàn nhật sinh thành hòa chung làm bác muôn dân con đảo câu. Dây quan đãi xuống châu nhân thứ cứu dương gian bản quốc siêu sinh dứt quan tam về châu đánh thủy cung thành vàng.